khỏe mỗi ngày cùng Healthy City xin chào tất cả các khách hàng. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm cực tốt hỗ trợ cho dạ dày, đó chính là Nano Curcumin tam thất xạ đen. Nano Curcumin tam thất xạ đen được nghiên cứu từ lâu bởi các chuyên gia, y bác sĩ của Học viện Quân y, phối hợp được fucodan trong chiết xuất tảo nâu nhật và quả nho trong các viên uống. Không chỉ hỗ trợ và điều trị dạ dày tá tràng, sản phẩm còn có ưu điểm vượt trội trong điều trị và dự phòng ưu bướu, ung thư. Bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn cùng xem nhé. Hộp Nano Curcumin tam thất xạ đen được thiết kế có một chủ đạo là màu vàng, bắt mắt. Ở giữa hộp nổi bật là dòng chữ Nano Curcumin tam thất xạ đen. Phía bên trên có in logo của Học viện Quân y. Phía dưới này thì có in cây thảo dược nghệ và cây tam thất xạ đen. Đây đều là những thảo dược quý hỗ trợ chức năng rất tốt cho dạ dày. Ở đầu và cuối hộp đều được dán tem niêm phong của Học viện Quân y. Đặc biệt, sản phẩm Nano Curcumin tam thất xạ đen còn có tem chống hàng giả, tem xác thực của Bộ Công an. Hồi trước qua sử dụng thì cả ba tem này vẫn còn nguyên. Các bạn nên lưu ý khi mua sản phẩm nhé. Bên hộp có in các thông tin của sản phẩm rất là tiện lợi. Đây chính là mã vạch của sản phẩm. Các bạn có thể dùng các phần mềm trích mã vạch của điện thoại thông minh để kiểm tra hàng thật, hàng giả. Bây giờ thì mình sẽ trích thử cho các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ sử dụng điện thoại mình và phần mềm iCheck. Đưa mã vạch vào điện thoại. Đây ạ. Sản phẩm hiển thị ở trên điện thoại giống y như sản phẩm mình đang cầm trên tay. Chứng tỏ sản phẩm mình đang cầm trên tay là hàng chính hãng, hàng thật nhé các bạn. Phía dưới này là các thông tin của sản phẩm. Đặc biệt, ở đây còn có những đánh giá của khách hàng đã qua sử dụng. Mình sẽ đọc thử cho các bạn cùng xem nhé. Như một khách hàng có đánh giá rằng Nano Curcumin đã giúp tôi thoát khỏi những cơn đau do bệnh viêm loét dạ dày tá tràng gây nên. Giá cao hợp lý, rất đáng tiền bỏ ra. Nếu mua số lượng lớn thì sẽ được giá ưu đãi. Hai bạn Trần Văn Hiển còn chia sẻ rằng sau bữa liên hoan với anh em trong công ty, mình về nhà và bị cảm giác đau bụng, tưởng rằng thức ăn bị hỏng, nhưng không phải. Hôm sau thấy cứ thỉnh thoảng lại đau nên quyết định đi khám. Đợi tới chiều lại soi bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày. Mình về tìm hiểu thông tin trên mạng và biết đến sản phẩm Nano Curcumin, dùng liệu trình 3 tháng. Tôi kiên trì uống suốt thời gian, đến tháng thứ 2 thì thấy tình trạng đau giảm hẳn. Đến nay khám lại thì tình trạng viêm loét không còn nữa và được cải thiện nhiều. Đây là những đánh giá tích cực phải không ạ? Cho thấy chất lượng của sản phẩm rất là tốt. Về cơ bản, bên ngoài là như thế. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong như thế nào nhé. Bên trong gồm một bọc giấy bạc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Bọc Nano Curcumin tam thất xạ đen được đóng gói rất là chắc chắn, có in chữ đỏ ở bên trên. Bên trong gồm 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên tương đương là 30 viên. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng có đầy đủ thông tin của sản phẩm. Nano Curcumin gồm có các thành phần Nano Curcumin, cao xạ đen, cao tam thất, collagen peptide, eoperin, vitamin E và các phụ liệu khác. Có công dụng hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, nâng cao sức đề kháng, tốt cho người viêm, đau dạ dày. Đối tượng sử dụng, người đang hoặc đang sau quá trình xạ trị, hóa trị, cần nâng cao sức đề kháng, người bị viêm đau dạ dày. Cách dùng, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần, được dùng 3 đến 6 tháng. Sản phẩm nên bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Bên này còn có nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm.
khi mua sản phẩm các bạn có thể đọc để tham khảo ạ. Nano Cucumin tam cân sạm đen trên thị trường có giá dao động từ 200 đến 220.000 trên một hộp. Sức khỏe nuôi cùng Healthy City hiện đang phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Các bạn muốn mua hoặc tư vấn thêm có thể gọi tới hotline 0978 962 356 hoặc truy cập vào đường link hct.com.vn mình có để ở phần mô tả nhé. Như vậy, mình vừa review xong cho các bạn sản phẩm Nano Cucumin tam cân sạm đen. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy ấn like, share và đăng ký kênh cho Healthy City nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.